đi câu dưới đường điện cao thế, người đàn ông bị điện phóng tử vong. Trong lúc đi câu tại huyện Mường Ảng, ông đi, 40 tuổi bị đường điện cao thế phía trên hồ câu phóng trúng người, tử vong tại chỗ. Tối ngày 15 tháng 7, ông Nguyễn Ngọc Hùng, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Mường Ảng, thông tin sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 15 tháng 7 tại một hồ câu dịch vụ ở huyện Mường Ảng, Điện Biên. Cụ thể khoảng 12 giờ cùng ngày, ông đi, 40 tuổi, ở thị trấn Mường Ảng đi câu tại một hồ câu dịch vụ ở xã Ảng Đưa, huyện Mường Ảng trong khi câu ông đi bị đường điện cao thế phía trên hồ câu phóng trúng người tử vong tại chỗ sau khi nhận tin báo chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tới hiện trường làm rõ sự việc nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo clip người dân đăng tải trên mạng xã hội vào thời điểm trên tia lửa điện phóng từ đường điện cao thế xuống trúng ông đi nhiều mảnh vải bắn tung tóe lên trời và rơi xuống hồ câu cột khói trắng bốc cao hà nội tai nạn giao thông liên hoàn tại hoài đức xe máy bị ép vào thành cầu cơ quan chức năng xác định ô tô tải 88H288-20 đã va chạm với xe tải khác chạy cùng chiều khiến chiếc xe này lao vào thành cầu, ép vào xe máy đi bên cạnh. Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội, thông tin vào khoảng 11 giờ ngày 16 tháng 7, tại ngã tư giao cắt giữa tuyến đường DH05 với tuyến đường Ba Tràng thuộc xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bước đầu cơ quan chức năng xác định ô tô tải 88H288. 20 đã va chạm với xe tải khác chạy cùng chiều khiến chiếc xe này lao vào thành cầu, ép vào xe máy đi bên cạnh. Trên xe máy có 3 người, trong đó đã có người tử vong. Tuy nhiên, trên một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin về vụ tai nạn giao thông trên và cho rằng có 4 người tử vong, trong đó có người đang mang thai. Trước thông tin trên, đại diện lãnh đạo công an huyện Hoài Đức cho biết đến 14 giờ 20 phút cùng ngày, cơ quan chức năng chưa xác định được số nạn nhân tử vong. Nhận được tin báo, công an huyện Hoài Đức đã có mặt, phối hợp các đơn vị bảo vệ hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn và số người thương vong. Bắt giám đốc một công ty dược và trưởng phòng kế hoạch, tài chính Sở Y tế Bạc Liêu. Trưởng phòng kế hoạch, tài chính, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu và một giám đốc công ty dược bị bắt về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 12 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can. Bắt tạm giam ông Huỳnh Thanh Phong, 58 tuổi, trưởng phòng kế hoạch, tài chính, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu. Ông Phong bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Diễn biến điều tra này liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng xảy ra tại dự án mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Phong để phục vụ điều tra. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu cũng khởi tố bắt tạm giam ông Lê Minh Tuệ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm trang thiết bị y tế T. D. Về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Theo cơ quan công an, ông Huỳnh Thanh Phong là trưởng phòng kế hoạch, tài chính thuộc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu đã có hành vi không đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu tạo điều kiện cho liên danh công ty cổ phần thương mại T và C Hà Nội và công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm trang thiết bị Y T để trúng thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 20 tỷ đồng. Quá trình điều tra cơ quan điều tra xác định Lê Minh Tuệ là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm trang thiết bị ITT. Để liên danh công ty cổ phần thương mại T và C Hà Nội đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Trước đó, ngày 8 tháng 6, ông Lê Trọng Bằng, 43 tuổi, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và ông Đỗ Mạnh, 41 tuổi, ở xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội cũng đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Bằng là giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ. Hợp Phú đã chỉ đạo mạnh thành lập hàng loạt công ty ma để tham gia đấu thầu các gói thầu mua sắm thuộc dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Bằng và Mạnh được xác định có hành vi thỏa thuận với một bên hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 20 tỷ đồng hoàng loạt cựu giám đốc bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần y dược Lanh. cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội nhận hối lộ ngày 12 tháng 7, cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần y dược Lanh và các đơn vị liên quan căn cứ kết quả điều tra vụ án ngày 6 tháng 7, cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội nhận hối lộ 5 bị can gồm Thần Đức Lại, sinh năm 1961, nguyên giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang. Trường Thị Thu Hương, sinh năm 1970, giám đốc bệnh viện y học cổ truyền Thái Nguyên. Võ Thị Kim Loan, sinh năm 1966, nguyên giám đốc bệnh viện y học cổ truyền Bến Tre. Đinh Thị Mộng Thanh, sinh năm 1964, nguyên giám đốc và Nguyễn Thị Hiệu, sinh năm 1966, nguyên trưởng phòng tài chính kế toán thuộc bệnh viện y học cổ truyền Tây Ninh. Cùng ngày, cảnh sát cũng đã bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc của thân Đức Lại và Trương Thị Thu Hương. Ba bị can còn lại cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện các lệnh quyết định tố tụng đối với năm bị can trên. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Tình. Sinh năm 1984, nguyên phó giám đốc công ty cổ phần y dược Sơn Lâm và Nguyễn Thúy Kim, sinh năm 1972. Kế toán trưởng công ty cổ phần y dược Lanh cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào tháng 10 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an có thông báo về việc khởi tố. Bắt tạm giam bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần y dược Lanh và các đơn vị liên quan. Công an đã khởi tố Nguyễn Mạnh Quyền, Tổng Giám đốc công ty cổ phần y dược Lanh và Phạm Văn Cách chủ tịch hội đồng quản trị của công ty đều về hành vi lừa đảo. Công ty cổ phần y Dược Lanh tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Dược Lanh, chuyên sản xuất trà thanh nhiệt, được thành lập từ tháng 4, 1999. Sau cổ phần hóa, công ty này hoạt động theo hướng thành nơi khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tư nhân lớn với bệnh viện 150 giường bệnh. Công ty cũng xây dựng thêm bệnh viện y học cổ truyền Lanh cơ sở 2, quy mô 300 giường bệnh tại thành phố Bắc Giang. Phát hiện thất thoát 53 tỷ quỹ di tích, làng đồng kỵ họp gấp. Sau khi thế chấp ngân hàng các sổ tiết kiệm trị giá hơn 53 tỷ đồng để vay trên 48 tỷ đồng. Thủ quỹ di tích làng đồng kỵ đưa tiền cho trưởng ban mượn, đến nay chưa thể thu hồi. Những ngày qua, nhiều tài khoản Facebook xôn xao trước việc làng tỷ phú đồng kỵ, từ Sơn, Bắc Ninh họp gấp tại Sân Đình để thông báo vụ thất thoát quỹ di tích hơn 53,3 tỷ đồng. Làng Đồng Kỵ có nghề mộc nổi tiếng đất Kinh Bắc và có chợ nổi tiếng bán gỗ hương, cẩm, chắc, tử đàn. Nhờ đó nhiều người trở thành tỷ phú, xây nhà lầu, mua xe hơi. Tại sao thủ quỹ làng Đồng Kỵ lấy sổ tiết kiệm đi thế chấp? Theo live stream cuộc họp giữa Ban Quản lý Di tích làng Đồng Kỵ với dân làng chiều 16 tháng 4, ông Dương Văn Hùng, Tổ trưởng Tổ giám sát Ban Quản lý Di tích làng Đồng Kỵ nhiệm kỳ 2024-2026, đã báo cáo vụ thất thoát quỹ di tích trước toàn thể nhân dân và chính quyền. Theo ông Hùng, ngày 27 tháng 2 âm lịch vừa qua, Thường trực ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ được bầu mới gồm ông Nguyễn Văn Đàn, trưởng ban, ông Nguyễn Khánh Trấn, kế toán, ông Dương Văn Hùng, tổ trưởng tổ giám sát và ông Dương Văn 10, thủ quỹ. Cả bốn người đồng sở hữu tất cả các sổ tiết kiệm trị giá khoảng 57 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi làm việc tại nhà thủ quỹ, ông 10 báo cáo chỉ còn hai sổ tiết kiệm số 13 trị giá 1,5 tỷ đồng và sổ số 6 trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Các sổ còn lại trên 53,3 tỷ đồng đã thế chấp cho ba ngân hàng với khoản vay trên 48,6 tỷ đồng. Sau khi vay trên 48,6 tỷ đồng, ông Mười đưa số tiền thế chấp cho ông Dương Văn Hòa, trưởng ban di tích làng đồng kỵ nhiệm kỳ 2018-2023 và khẳng định không sử dụng số tiền đó. Khi thấy sự việc trên, ban quản lý di tích làng đồng kỵ tổ chức họp gấp mời tổ giám sát, ông Hòa và ông Mười tham gia. Trong cuộc họp ông Hòa có nhận đã lấy số tiền trên cho người khác vay, nhưng chưa thu hồi được. Trong cuộc họp, chúng tôi thấy ông Mười không đủ tư cách làm thủ quỹ. Hội nghị tạm bầu ông Dương Văn Hùng làm thủ quỹ, giữ giúp người dân sổ tiết kiệm số 6 và sổ tiết kiệm số 13. Cựu trưởng ban di tích hứa gì trước dân làng? Theo như tài liệu tuổi trẻ online thu thập, đại diện ban di tích thống kê ông Hòa và ông Mười thế chấp 14 sổ. Tổng số tiền vay ngân hàng hơn 48,6 tỷ đồng. Xong trong live stream tại đình làng Đồng Kỵ, đại diện ban nêu chỉ có 15 sổ, số tiền vay thế chấp không thay đổi. Trên 48,6 tỷ đồng, giải trình trước bà con, ông Dương Văn Mười cho biết nhiệm kỳ 2021-2023. Ông là thủ quỹ còn ông Dương Văn Hòa là trưởng ban di tích, chủ tài khoản. Đầu năm 2021, ông Hòa hỏi tôi vay mấy trăm triệu. Tôi nói đây là tiền của dân không phải tiền của tôi, nhưng ông Hòa nói vay mấy hôm rồi trả. Sau khi trả, ông Hòa lại hỏi vay mấy tỷ để sử dụng việc riêng. Vì quá nể ông Hòa là trưởng ban và chủ tài khoản nên tôi đã đưa cho ông Hòa vay. Tháng 8 năm 2023 là lần cuối cùng tôi cho ông Hòa vay tiền, ông Mười nêu. Giải trình với người dân, cựu trưởng ban Dương Văn Hòa xác nhận mượn hơn 48,65 tỷ đồng từ ông Mười. Sau đó, ông Hòa cho bà Ngô Thị Phương Đê, vay 39,45 tỷ và ông Nguyễn Văn Đê vay 6,6 tỷ đồng Tôi sẽ khắc phục để trả nợ cho dân cả gốc và lãi trong vòng 2 năm không làm thất thoát tiền của dân ông hòa hứa trước bà con Công an đã vào cuộc điều tra trao đổi với Tuổi Trẻ Online một lãnh đạo phường Đồng Kỵ từ Sơn Bắc Ninh xác nhận chiều 16 tháng 4 tại đỉnh làng Đồng Kỵ đã diễn ra buổi làm việc giữa ban di tích của làng với người dân để làm rõ vụ thất thoát quỹ hàng chục tỷ đồng Theo vị này sự việc chưa gây mất ổn định an ninh trật tự song tạo bức xúc trong người dân, do đó Ủy ban nhân dân phường Đồng Kỵ sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Từ Sơn để tìm hướng giải quyết, hỗ trợ người dân. Do phát hiện những vấn đề bất thường, cơ quan chính quyền đã vào cuộc, thành lập đoàn kiểm tra liên quan đến quản lý, sử dụng quỹ, công tác trùng tu tôn, tạo khu di tích do chủ tịch phường làm trưởng đoàn và đại diện ban giám sát di tích Vị này cho hai lãnh đạo phường Đồng Kỵ bày tỏ bà con mong muốn làm rõ trách nhiệm những người liên quan và khôi phục nguồn quỹ để tiếp tục sử dụng. Về xác định cụ thể sai phạm, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ.